Theo quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2023. Quyết định quy định đối tượng vay vốn gồm người chấp hành xong án phạt tù được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá. Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Mức vốn cho vay. Quy định đối với vay vốn để đào tạo nghề. Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng một tháng một người chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng cho một dự án và không quá 100 triệu đồng một người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.